Chào mừng quý vị khách hàng đã đến với livestream trực tiếp của Thẩm mỹ Ohio. Ngày hôm nay Thẩm mỹ Ohio lại tiếp tục đón nhận một ca xóa xăm siêu to khổng lồ với diện tích vuông lưng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là một hình xăm cá chép đúng không ạ? Hình xăm này của anh khách hàng thì được rất là nhiều người khen đẹp với màu mực đi tốt. Tuy nhiên thì anh khách hàng của chúng tôi có chia sẻ rằng mình mới lập gia đình và công việc hiện tại thì cũng không còn phù hợp để xuất hiện hình xăm này nữa. Và anh cũng tự biết rằng hình xăm của mình thì được xăm bởi một thợ có tay nghề rất là tốt, màu mực tốt, cố định trên nền da. Chính vì thế nên trước khi mà đến với Thẩm mỹ Ohio là anh đã tìm hiểu qua rất là nhiều các thẩm mỹ khác để mong rằng mình có được một kết quả xóa xăm an toàn, hiệu quả và không để lại sẹo, bởi vì hình xăm của anh thì diện tích rất là lớn và phun lưng. Và qua các bước thăm khám lâm sàng cũng như là soi da ban đầu thì chuyên gia của chúng tôi cũng có nhận định đó là hình xăm của anh khách hàng ngày hôm nay thì mực đi rất là sâu, đậm và cố định ở trên nền da. Tuy nhiên thì với công nghệ PicoNew 450 tại Thẩm mỹ Ohio, các bước sóng vô cùng thông minh sẽ chỉ tác động vào phá vỡ mảng cấu trúc mực xăm thôi, thành những phân tử nhỏ để dễ dàng đào thải qua khỏi cơ thể và không hề là gây tổn thương gì đến vùng da lành xung quanh. Chính vì thế nên có thể hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của anh khách hàng ngày hôm nay, đó chính là xóa xăm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Với một hình xăm phun lưng như thế này nhưng chỉ mất từ khoảng 15 đến 20 phút thôi có thể hoàn toàn xóa xong được ạ. Đối với cái hình xăm ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái công nghệ là laser PicoNew 450 để tác động vào cái khu vực trị liệu của anh. Đối với cái công nghệ này thì nó có thể là xóa được tất cả các cái màu mực. Tuy nhiên là đối với cái màu mực đen như ngày hôm nay của anh thì qua thăm khám ban đầu là nó không được đều, chỗ thì rất là đậm và chỗ thì khá là nhạt đấy. Nên là laser này nó có thể chọn lọc và phá vỡ được cái cấu trúc màu mực thành những cái phân tử rất là nhỏ để hệ bạch huyết có thể đào thải ra bên ngoài. Anh có thấy rát lắm hay không? Hay là thấy nó nóng rát hay châm xích gì không anh? Anh thấy thích như đường massage ấy. Được lắm. Vâng, và với công nghệ PicoNew thì hoàn toàn cam kết là 100% không để lại sẹo. Tuy nhiên thì để có được một kết quả xóa xăm tốt nhất với một hình xăm với diện tích rộng như thế này thì về nhà chúng ta cũng nên tránh những thực phẩm mà gây thâm da hoặc có thể là gây để lại sẹo xấu. Và ngoài ra để quá trình đào thải mực xăm có thể diễn ra nhanh hơn thì chúng ta nên uống thật nhiều nước, vận động nhiều để cơ thể toát nhiều mồ hôi, đào thải mực xăm qua mạch bạch huyết dễ dàng hơn ạ. Cái tương tác mà như mọi người đang thấy là cái chỉ là tương tác ban đầu giữa laser tác động vào mực xăm thì nó sẽ có cái hiện tượng trắng ngà như thế này. Tuy nhiên là sau khoảng tầm từ 5 đến 10 phút là cái mực xăm của mình nó sẽ đẩy lên trên bề mặt da và mình thấy là nó sẽ không còn cái hiện tượng này nữa. Tuy nhiên là nó cũng không phải là cái kết quả cuối cùng. Kết quả thì sẽ sau khoảng từ 1 cho đến 2 tuần sau khi mà mình trị liệu xong thì là về nhà hệ bạch huyết nó sẽ đào thải ra bên ngoài, đào thải cái phần mực xăm ra bên ngoài và mình sẽ thấy được cái kết quả rõ nhất. Nhiều khách hàng đến với Thẩm mỹ Ohio trong tình trạng đó là đã từng xóa xăm ở các cơ sở thẩm mỹ khác rồi, tuy nhiên thì không hết mực, mực loang lổ hoặc là để lại sẹo. Cái vấn đề mà để lại sẹo vẫn còn màu mực thì rất khó để có thể loại bỏ được, bởi vì khi đó thì màu mực đã lẫn với lại mô sẹo rồi. Chính vì thế nên là Thẩm mỹ Ohio luôn luôn khuyên các quý vị khách hàng khi mà chúng ta đưa ra quyết định xóa xăm thì nên tìm hiểu cơ sở thẩm mỹ uy tín với trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như là đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về laser để có thể mang đến một kết quả xóa xăm an toàn và hiệu quả. Tại Thẩm mỹ Ohio thì chúng tôi luôn luôn mang đến cho các quý vị khách hàng những dịch vụ cũng như là công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Nếu như các quý vị khách hàng đang theo dõi livestream này có những hình xăm mà mình muốn xóa đi hoặc đã từng xóa ở những cơ sở khác nhưng không hết mực, lồi sẹo, tổn thương da, hãy liên hệ ngay với Thẩm mỹ Ohio để có thể có được một kết quả xóa xăm hoàn hảo nha. Vâng, Thẩm mỹ Ohio tại hai địa chỉ: cơ sở 1 208 Hoàng Ngân Hà Nội, số hotline 0978888221, cơ sở 2 là 138A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Minh, số hotline 0828 615 615. Và các quý vị đừng quên nhấn follow trên fanpage của Thẩm mỹ Ohio để có thể theo dõi được các tình trạng cũng như là kết quả của các khách hàng đã điều trị tại Thẩm mỹ Ohio và rút ra kinh nghiệm của bản thân mình về dịch vụ mà mình đang mong muốn ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream sau.